rồi chào các bạn quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé thì mình nhận được yêu cầu một số bạn ấy nói mình là mua cái phần mềm internet download manager cái phần mềm idm hỗ trợ download nhanh á mua bản quyền về để trải nghiệm thử coi xem như thế nào cũng như là có cách nào chia sẻ cho các bạn được sử dụng miễn phí hoàn toàn chọn đời mà không cần phải dùng crack hay không thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đặt mua cái phần mềm bản quyền về để sử dụng cũng như là mình sẽ cố gắng tìm ra cách làm sao giúp cho các bạn có thể là sử dụng được phần mềm này hoàn toàn miễn phí chọn đời luôn không cần dùng rắc gì hết các bạn nhé Ok giờ chúng ta bắt đầu cùng nhau đặt mua phần mềm các bạn nhé Ok bây giờ mình sẽ tiến hành mình mua IDM các bạn nhé mở trình duyệt lên này các bạn chỉnh gõ đây là idm thôi đã ra rồi rồi chúng ta vào trang chủ của internet download manager các bạn nhé idm ok rồi các bạn sẽ click vào cái phần là bài đây này à, cái hãng internet download manager này là của nước ngoài thì các bạn có thể mua trực tiếp ở trang chủ của nó luôn à, bằng cách là click vào đây nó sẽ có những cái gói ví dụ như là à 1 year license for một PC này, có nghĩa là xài 1 năm cho một máy là 11.95 đô. À uh, lifetime license là là trọn đời luôn ha, trọn đời luôn. Này cũng cho một máy thôi. có này từ hai máy trở lên này, hai máy trở lên 1 năm là 9.95. Có nghĩa là chúng ta được uh, giảm được 2 đô. Còn uh, cái này uh, xài trọn đời. Uh, xài trọn đời cho uh, từ hai máy trở lên này xài chọn đời từ hai máy trở lên thì chúng ta sẽ có giá là 19.95 cho mỗi máy gọi nhá à, cho mỗi máy này hãy chọn đời luôn nhưng mà xài cho mỗi máy là 19.95 chứ không phải là xài được hai máy trở lên mà có nhiều đây thôi nha rồi ok thì các bạn có thể click vào đây các bạn mua trực tiếp luôn ha à còn không thì các bạn có thể mua ở đại lý Việt Nam, đây là người ta ghi này. Ngoài ra bạn có thể mua IDM từ đại lý chính thức của chúng tôi tại Việt Nam. có nghĩa là hãng Internet Download Manager người ta có đại lý ủy quyền ở Việt Nam, cho nên các bạn yên tâm. các bạn có thể click vào đây để mua. đây mình sẽ click đây. đây đây là trang chủ shop 247.vn à, shop chuyên gia bán à, phần mềm bản quyền đây. À, có cả Windows rồi có cả này kia rất là nhiều đây, các bạn có thể vào đây các bạn mua thì ở đây người ta có hướng dẫn các bạn mua hết đây này đấy để mua bản quyền IDM tôi phải làm những bước nào đấy các bạn à, bước đầu tiên này bạn vui lòng đặt hàng IDM chọn đời hoặc IDM một năm đấy nó có ghi đây này bạn có thể chọn ha rồi tham khảo cách thanh toán đấy rồi internet download manager IDM là gì đấy các bạn đọc những cái tính năng ở đây của nó rồi hỏi đáp về IDM IDM đủ thứ ở đây nói chung là những cái thắc mắc là có hết đây rồi còn các bạn mua thì các bạn sẽ làm theo à, hướng dẫn mua hàng này Bước đầu tiên là đặt hàng Bước thứ hai là nhập thông tin cá nhân Bước 3 là thanh toán Bước 4 là xác thực và vận chuyển Bước 5 là khách nhận hàng Ok, bây giờ chúng ta sẽ đặt hàng nhé Đầu tiên là ở đây thì có hai gói là gói 1 năm và gói trọn đời thì chúng ta nên mua gói chọn đời các bạn nhé nó hơi mắc một tí nhưng mà các bạn sẽ được xài chọn đời update thoải mái ha update thoải mái luôn còn cái thằng một năm này thì một năm các bạn mới đầu các bạn mua thấy có hai trăm năm ngàn đúng không đấy hai trăm ngàn nhưng mà uh, năm sau muốn xài nữa lại hai trăm ngàn nữa cũng năm trăm mà đứa có hai năm mà đúng không còn này 500 xài suốt đời luôn còn nếu như mà bạn chưa biết gì về phần mềm IDM này thì bạn cũng có thể là mua một năm để chúng ta sáng ta tham khảo thôi sau một năm mà nếu không muốn xài nữa chúng ta bỏ ha còn uh, mình thì mình đã quá quen với IDM rồi và IDM nó thực sự là một thứ cần thiết đối với mình và không thể nào thiếu được cho nên mình quất luôn chọn đời click vào nó sẽ ra cái này đúng không sẽ ra cái này nó sẽ ra cái giỏ hàng này, anh à, thấy nó là IDM Internet Download Manager 6.35 trọn đời, à, giá 499.000, à, 499.000. Rồi chúng ta sẽ click vào đặt mua ở đây các bạn nhé click vào đặt mua ở đây. Đầu tiên là các bạn sẽ điền thông tin cá nhân vào đây nhá, điền thông tin cá nhân vào đây, à, họ và tên này, à, địa chỉ, rồi thành phố, số điện thoại, email, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, đấy, các bạn điền thông tin vào đây. À, nếu các bạn có tài khoản rồi thì các bạn click vào đăng nhập ở đây này còn à, chưa có thì nhấn click đăng ký thì bây giờ mình sẽ tiến hành đăng ký các bạn cứ đăng ký rồi các bạn ấn đăng ký ở đây để cho nó chuyển sang trang tiếp theo nha rồi sau khi chúng ta nhấn vào nút đăng ký thành công thì nó sẽ có tên à, tài khoản ta ở đây ví dụ ở đây mình đăng ký ở đây này nó có tên này đúng chưa đó bây giờ thì à, chúng ta sẽ coi tiếp này à, giao dịch chưa hoàn thành đúng không đây số tiền này 499.000 bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thanh toán tiếp qua đây À, ví dụ như là à, chuyển khoản qua ngân hàng này à, có những cái à, cách chuyển khoản ngân hàng đúng không à, ngân hàng thì có với ngân hàng à, Vietcombank à, rồi ngân hàng à, ACB ngân hàng Đông Á Eximbank rồi ngân hàng nông nghiệp đấy à, Aribank thì à, các bạn à, có thể là à, chọn một trong những ngân hàng này để các bạn à, chuyển khoản qua ha à. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình uh, chuyển khoản này. Đây, đặt hàng chuyển khoản thông thông báo uh, nhập sản phẩm. Quý khách vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản uh, tên cộng số điện thoại. Đó, chúng ta khi chúng ta chuyển khoản chúng ta ghi uh, tên cộng số điện thoại ra. Sau khi thanh toán, quý khách liên hệ qua tổng đài này. Đấy. Có nghĩa là chúng ta thanh toán chúng ta phải liên hệ qua đây. Thông tin bản quyền phần mềm và hướng dẫn cài đặt chi tiết sẽ được chuyển qua email quý khách ngay sau khi nhận được giao dịch từ ngân hàng. Thông thường là sau 50 phút, có nghĩa là chúng ta chuyển khoản xong á, là sau 50 phút chúng ta sẽ nhận được. Ha, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình chuyển khoản cho người ta à, là cái tên của mình và số điện thoại cộng số tiền. Sau khi xong thì chúng ta sẽ liên hệ qua tổng đài này. Rồi, ok, mình sẽ chuyển khoản qua à, internet banking đây, internet banking cho nó dễ đây internet banking này internet banking thì ở đây nó hỗ trợ rất là nhiều này à, Vietcombank rồi đây đây rất là nhiều luôn đấy dụ mình chơi Vietcombank này chuyển từ cổng thanh toán này à, trưởng ngân shop 247 499 ngàn mời chọn phương thức thanh toán hướng dẫn thanh toán rồi ok à, rồi mình sẽ chọn Vietcombank mình xài Vietcombank các bạn Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho số thẻ Rồi rồi tên nhân thẻ Sau đó tiếp tục các bạn nha Nói chung là chúng ta sẽ chuyển khoản ra cho họ Ok, mình vừa mới chuyển khoản cho Cái số tài khoản ngân hàng Vietcombank xong Và mình đã gọi điện đến cái số tổng đài này Thì gặp một cô trợ lý rất là dễ thương Giọng Hà Nội Cô ấy nói là À, kiểm tra lại cái thông tin của mình đấy, giống như là mình à, à, cần phơm lại cái thông tin của mình với lại cô ấy, à, tên rồi số điện thoại rồi địa chỉ, à, địa chỉ email như thế nào đó, xong xuôi hết rồi cô ấy nói là chờ 5 đến 10 phút thì cô ấy sẽ gửi à, cái số serial của cái phần mềm IDM và cái link tải phần mềm IDM mới nhất qua cái địa chỉ email của mình và mình chỉ việc tải về mình xài thôi. Thì cái phần mềm IDM này ấy, khi mà các bạn mua bản quyền này được một cái là cứ có bản quyền, uh, cứ có phần mềm mới ra, các bạn mới ra là bạn update lên thoải mái, miễn phí nha và bạn xài trọn đời luôn. Thì đây là cái phần mềm Internet Download Manager hôm nay mình mua để mình xài. Thì uh, mình sẽ cố gắng tìm ra cái cách nào đó để các bạn được xài free, các bạn được xài free. Nhưng mà không xài rác các bạn nhé mình sẽ không có chia sẻ rác đâu. Bởi vì rắc thứ nhất là tránh tình trạng virus là cái nhất. Cái thứ hai nữa, rác à, nó sẽ bị vi phạm uh, YouTube cho nên mình sẽ không chỉ cho bạn rác mà mình sẽ chỉ cho các bạn xài được miễn phí trọn đời luôn, không mất một đồng nào hết nha. Thì hẹn các bạn vào cái video khác mình sẽ chia sẻ với các bạn. Ok thì cái video này mình xin làm đến đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.